Mình đi lén có ghe đậu á, ghe bự, bữa nay đi chơi tắm tối mình ngồi xuống mấy cái cây đó mình ngồi. Rồi rồi múc nước ở đâu? Hả? Múc nước tắm ở đâu? Cái này nè. Múc nước dưới này tắm luôn. Ở đây đã ngày trước con hướng dẫn, lượm xuyên suốt không ăn á thì ông ba lượm đến một tháng. Đó, nên là thử cái là tụi con mong rằng ông sẽ vui với một món quà này, nó sẽ là người bạn của ông ba. Rồi. Như vậy là hành trình 4 ngày tại vùng đất Cà Mau cũng đã xong. Ông Tư đã cũng đã trở về lại với con của mình, chính thức sống ở ngay tại Tắc Vân, Cà Mau. Tình bạn già không biết khi nào có thể gặp lại. Và ngày hôm nay để bù đắp cho ông ba có thể vơi đi cái phần nào nỗi buồn, cô bác quý anh chị cùng vào trong để biết anh em của tụi mình có thể đem món quà gì đến cho ông ba trong ngày hôm nay ha. Đây là trước giờ ông ba sinh sống ở hộp. Dạ, sinh sống đây nè. Rồi, vậy là tới ngôi nhà rồi, ngôi nhà của mình. Đâu, nãy lượm mấy chai, con đi mua đồ không? Lượm mấy chai? Hai chai. À, hai chai đó là hả? Chai này bán nhiêu ký? Ký 4.000. Ký 4.000. Được bỏ thì uống, ráng lượm. Mấy chai này mới đựng ký? Ở đây ạ, 4-5 chai mới đựng ký à. Cũng được 4.000. Chai này loại chai loại chai nhất á. Được. Vậy hả? Mũ đặc á hả? Mũ đặc. Dạ. Bọn cái lỗi mà như ở chai nước rộng nãy đó, bỏ qua cả trăm chai mới đựng ký. Không gài ông ba là đi mấy ngày rồi nhớ không? Ngủ 4 đêm. Ngủ 4 đêm. Mấy ngày ta? Ngủ 4 đêm mấy ngày ta? 5 ngày. Ở 5 ngày. 5 ngày 4 đêm. Nãy giờ vô ghe có quan sát coi ghe còn có thiếu gì không, có mắc gì không hả? Bữa này chắc không ai lấy gì đâu. Ta để em kiểm tra có gì nữa rồi. Cụ quý chấp dấu như này. Cụ quý rồi, cụ quý rồi. Cứ bệnh ra. Cắt cái gì vậy? Hai bệnh. Đâu? Dạ, quay bánh. Còn không? Còn. Đâu? Hai bình nắp bi ông đem giấu hả? Vậy cái bình bự kia nó lấy rồi, coi bùa ông này bình nhỏ tao mua cho. Bình bự kia bị đạo chích lấy hả? Không, cũng chủ nhà coi lấy đó. Còn cái bình đó rồi để tới đó đốt đèn. Trời ơi trời. Chủ nhà lấy hả? Vậy mong muốn ông ba mua cọng dây xích á với lại cái ổ phá lại dưới đó luôn. Tài sản quý nhất là hai cái bệnh đó hả? Đâu con có quý nhất là con cái nhỏ đó, bọn mình kia mượn người ta đựng hầu đó đựng bơm cái ghe nó chìm đó. Dạ. Bọn con 4-5 cái bình bự bơm ghe mới nổi nè. Rồi bếp ga đâu, bếp ga nấu nướng đâu? Hai cái bếp ga nhỏ hả? Bếp ga còn ha. Hai bếp ga đó cũng người ta cho luôn á. Ở dạ. Nó dép đó ông đeo hay là nhặt ve chai mà vô bọc treo trên đó vậy? Nó dép hôm đó cái đó đi dớt ve chai lụm, cái đâu mua. Lụm để mang hay là để sao? Để lụm để mang. Để mang hả? Út còn thắm mua đi dép đó mới bỏ, mang dép đó mới bỏ, dép này ở nhà nè. Vì sao thấy trăng quên đèn? Thấy gì anh gắn cái trơn rồi. Em là làm đồ cổ chứ không bán á. Bây giờ làm đồ cổ á. Còn kiểm tra kiểm tra coi cái gì á, chắc để màu trong đó hay gì đó. Cá đâu không biết màu à. Cá dự trữ mua giờ còn sống luôn. Mua đâu có 350.000 đâu, có gần 10 ngày á. Ôi rộng đâu giờ vợ nó lên con rồi hả? Cái gô đồng. Ôi cái gô nuôi ổn rồi mẹ rồi, nhưng mà bữa nay ổn quá. Ổn quá ổn rồi, ăn được không? Chiều nay ông ba mặn ăn luôn rồi. Mặn ăn luôn rồi, chứ quá trộm rồi, hôm đó uống Luna hả? Uống Luna hả? Đã biết rồi. Sao uống Luna là sao? Nó mập, cá mập đó. Cá mập kêu là uống Luna. Buồn, nó buồn lắm. Có khi ra, tôi cũng nói thật mấy chú, có khi tôi buồn quá, tôi chăm cho trời mọc sáng, rồi mình đi dắt đi đậu ruộng, lượm chai chai đó, có nhà gì mà. Không ai mà tới luôn nói chuyện mình cũng thấy cũng buồn. Con thấy cách này hết buồn khỏe nè ông ba, là ông làm cái cần câu. Buồn nhậu đang thả ra đó, ông cầu vừa có cá ăn mà vừa giải trí vui luôn. Trở lại bây giờ là
Tôi mừng cái chỗ này bây giờ nước ao gì cái một là cái điện thoại, thứ hai nó cái là vô buồn của mình muốn điện ngay đó rồi hỏi thăm cũng dễ nữa. Mày dành dụm được nhiêu tiền mà đòi mua ra vô hoài vậy? Cũng được chắc dành dụm chắc cũng được chỉ mấy rồi. Nhiêu? Triệu mấy rồi. Được đây con đi mua cho. Cái 1 triệu thôi. Chịu không? Hả? Anh ra ra được hai cái này quá trầm bận rồi. Dạ hả? Ừ. Nhìn sao người ta mơ nhà lầu xe hơi rồi ông ước mơ cái điện thoại với cái gai vô cũng vậy? Làm sao mình nghèo khổ làm sao mà được cái đó, được cái đó mình còn mừng nữa. Mà ngắt không có. Con trước giờ thì chỉ tìm hiểu về cuộc đời ông Tư, con thấy ông ba có mình nên à. Ông ba có thể chia sẻ lại câu chuyện gia đình của mình được không? Được. Qua cái thời gian mà có tình huynh đệ với ông Tư đó mà cũng vui. Rồi cái hai đó là ông về ông đoàn tụ gia đình, mình cũng mừng đỡ mình nghĩ cho con ba mấy năm trời đó mới gặp lại đoàn tụ gia đình, mình cũng vui lắm. Rồi thứ ba nó mình về đây mình thấy cũng buồn chứ không? Không, ý mấy con hỏi là cái gia đình của ông ba, con ông ba ở đâu cũng có ngàn người tới. Ông ba có mấy có vợ là chia tay khi nào? Có chục năm nay rồi. Có mấy đứa con? Hai đứa gái, một đứa chồng, một đứa rồi. Lớn không ba? Lớn, đứa út hai mấy tuổi rồi, 7-8 tuổi rồi. Còn đứa lớn? Đứa lớn đâu cũng 28, đứa 30 đi, 2 năm sinh nữa. Bây giờ sinh sống ở đâu không ba? Ở thành phố á. Thì còn á, mà không biết là bên ngành gì tôi không biết nữa. Có biết ông bà sống ở đây không? Biết. Là đó là con ruột ha? Con ruột á. Tại sao không chịu về thăm hay là quản dưỡng hay cho ít tiền để ông xài? Với nếu cũng hoàn cảnh chỗ ở đồng sao rồi cũng đồng chấp nối nữa. Hàng KFC anh tị làm rồi biến nữa. Làm dạng mà... Con gái là cũng có chồng chấp nối hả? Ừ, dân vợ đó, đời chồng rồi. Mình ra làm nhiên nó vừa đủ, ông chồng sao vậy đó, ông chồng chấp nối đó, làm vừa đủ rồi nó xài, nó không có làm nữa. Rồi hết, gần hết tiền nó mới đi làm nữa. Làm được... Nhiêu là xài, ăn xài hết à? Ừ. Không có tích lũy lại? Nó đâu có tích lũy. Nó ở cái nhỏ con gái tôi đâu có đứa con rồi đó. Ông Tư điện lại hay gì không à? Ông Tư, đây con bắt cho. Út Đồng Tháp. Này tắt đây, vậy tắt đây. Chút xíu gọi sau đây. Ừ. Thì là hoàn cảnh đi mấy đứa con tôi thấy tôi cũng nghèo khổ gặp con tôi nếu khổ rồi tôi cũng không biết nó sao giờ. Từ lúc con ông ba mà chưa quay về đây thăm ông ba là bao lâu rồi ông ba? Tôi về trong Tết mấy qua Tết rồi mới có đi. Tết năm nay năm gọi ha. Có Tết có cho tiền không? Hai đứa cho được 500. Đứa cho 250. Nó đâu có tiền bạc cái đâu. Mừng không? Hả? Cháu ngoại sao? Cháu ngoại thì đâu có tiền đó mà lấy gì? Tiền đó mà lì xì. Ờ cũng cho 500 rồi tôi mới lì xì lại với tôi 200. Dạ con muốn hỏi ông ba nè. Rồi Tết kỳ rồi là con cái nó có lại đây cúng kiến hay là nhà cửa gì sao? Cái này là hồi nào giờ Tết nhất là nội tôi không có cúng. Không có nhà cửa để mà cúng đúng không? Ừ. Nếu mà đúng ra tôi ở với xong là phải cúng bà cậu đó. Ít nhiều mình phải cúng mà. Tại vì tôi giống hình Dung Tư là giống cái trại xong có sống ngày bà cậu đâu có cúng. Ít nhiều mình phải cúng à. Tôi đi thì nói chung đi. Ăn cơm nước rồi nọ. Tôi cũng cúng với những người bước mặt này đó. Mình cũng cúng đó. Có đó mình làm ngày bà cậu mình phải xin gì đó ăn mới được. Ngày thu nhập nhiều nhất là nhiêu tiền mà? Thôi tối đa chừng nếu mà được 5 kg thì để 1 kg 4 ngàn hả? 20. 5 kg được 20 ngàn. Ừ. Mà lắm mới được 5 kg dễ rồi việc 3-4 kg nhiều lắm rồi. Tính 5 kg điểm. Tổng ngày mình đi về ông Tư mình không lụm bữa nay quay lại là làm là nhiều quá. Ừ. Chủ lụm từ đây xuống tới bên kinh nè. Bởi xa bơi không được. Bây giờ có ai giao lại chiếc ghe để mà bơi cho ông hay chỉ đi trên bờ thôi, bơi lụm á? Hả? Có ai cho mượn cái chiếc ghe để đi lượm ở dưới sông không? Đâu vậy?
hợp bên túi mới xong đó, người ta mua cho luôn á, 2.7 triệu. Mà tôi về đây với chuyến này tôi nghỉ bữa nước lụm trên bờ cũng còn sớm, tôi bơi xong cũng lụm. Bây giờ ông Tư giao địa bàn lại cho ông đó. Ông giao địa bàn. Hồi đó là không có lụm dưới sông. Để cho ông lụm. Bây giờ để cho ông lụm đó. Giờ quản lý là hai địa bàn. Bây giờ ông về quê, bây giờ giao cho tôi rồi, địa bàn này của ông giao cho tôi rồi. Ngon rồi. Tức là lãnh dưới sông và trên bờ luôn rồi. Mình dùng cái sông đường bờ luôn. Con muốn hỏi là chỗ ông ba, cái chỗ mà ngủ đâu, chỗ ngủ của ông đâu? Đây nè. Đâu? À, chiếc chiếu này hả? Đây nè. Ừ. Chỉ có chiếc chiếu này với có mùng không? Có mùng trên này nè. À, mùng nhân sẵn, mùng trên đầu nè. Mùng đó cũng tại mùng chơi luôn đó. Dạ. Chiếu cũng chơi luôn. À. Mấy cái này mình đi không ngày bụi không á ông Tư, ông ba, ông giặt lại chắc ông ngủ ông ba. Ừ, quá trời bụi rồi. Rồi gạo đâu? Hả? Gạo đâu? Để nhà gạo nè. Còn không? Còn nhiều mà. Còn. Mua của ông Tư rồi lại giúp người ta cho nữa. Dạ. Rồi nước uống này. Uống này cũng mình cũng đổi một bình đi rồi mình. Vừa nước vừa bệnh luôn là 50.000, bệnh dần cọc là 40. Nói chung chiều nay về đây là còn đầy đủ hết. Mà con tốn tiền mua đồ ăn gì nữa hết. Con muốn hỏi ông gì nè, ông nấu bếp ga lớn được không? Hay là muốn làm bếp ga nhỏ? Bếp ga này được, còn bếp ga kia tôi không quen, tôi tránh nữa. Bếp ga kia nó an toàn hơn bếp ga này á, bự á. Bếp ga có bình bự hả? Không quen không được đâu. Nấu được bây giờ mình quen rồi, bữa kia mình cũng sợ là gì? Mình sợ đó. Cũng giống vậy á. Mà ông sợ vấn đề gì? Vấn đề bậy cái nổ một chết luôn mà. Ghê mà sợ nổ chết. Dạ mà còn sợ chết nữa mà. Đâu biết cái tôi quanh này nè. Tôi bận đây rồi cái này nó xuống nó xì hơi cực quá vậy. Dạng mình tắt rồi mình quên bật cái nút rồi lên đó. Chai nào quên rồi là nổ tôi chết luôn. Sao kỳ vậy? Ôi cái này xài này quen rồi, có kia không đỡ đâu. Quên tôi cho chịu không? Cho thì tôi chịu đó. Sợ gì tính nói gì tôi quên thôi. 8 đầu là 2 số là của cho chịu hả? Để đi tính nói gì không sợ nổ chết hả? Quên đó. Tôi ở quẩy đây. Tôi chích 3 lần tôi quên đầu tôi luôn á. Bây giờ cũng bảo đảo á. Chích cái gì? Chích thuốc gì mà Covid đó. Con tưởng nó chích 3 cây thuốc ấy. Cái quên lần cái tôi tôi rồi 3 lần tôi muốn quên đầu tôi lần cái tôi chết tôi khùng luôn á. Chết tôi khùng. Bữa nay bạn về còn buồn nữa. Ông ba kể con là mỗi buổi tối là trăn trở ngủ không được hả? Mình giảm và ngủ ra nó buồn đó, mình nằm đó mình dòm cái hướng mặt trời cho bao sáng đừng lậu đi cuộn cho qua ngày rộng sáng đỡ buồn quá. Vợ con thất khẩu mình cũng thấy buồn. Con hỏi này, cái câu chuyện này, 100 tuổi già người ta nói sống có cái nhà thác có cái mồ, 100 tuổi già không có suy nghĩ khi như thế nào khi mà mình ngã xuống thì chỗ nào sẽ là nơi ông có thể con cháu lại để mà ấy nguồn cũng như là nơi để đặt quan tài này kia. Đó, ông có nghĩ vậy không? Cũng nghĩ chứ, cũng như là ý chú nói là cái chỗ mà mình cho ông tết là chỗ cho ông phải không? Dạ. Thực tế là tôi đâu cũng đắt cát đâu. Thì ghe này cũng người ta buông cho, nãy tôi kể người ta làm công quả 20 ngày đó. Rồi tôi kể vô trong ngày 10-200 ngày, 2 người 400-500 năm được trăm đó tôi đâu có được luôn. Tôi trả người ta. Tìm hiểu ông ba càng ngày càng thấy tội nghiệp hơn á. Thật ra thì thấy cuộc sống của ông Tư rồi nhìn lại cuộc sống của ông ba thì tội nghiệp hơn. Trước đây coi tụi con cứ nghĩ ông ba là người mà rượu chè từ sáng đến chiều rồi vợ con mới bỏ đi, nhưng mà thật ra vì một cái biến cố nào đó mà ông ba phải đành chia tay với vợ mình, con cái lại quá khổ rồi sống thì đôi khi thì chỉ mỗi buổi chiều đôi khi mượn 1-2 ly rượu để quên ngủ thôi. Chắc ông Tư về chắc cũng là mất uống rồi. Mất rồi. Tại ai tôi cũng nghĩ là còn khỏe đó. Và cũng muốn uống thì tôi rót ly rượu ra cái nhớ đầm này nọ cái em thôi rót ly rượu vô.
Không uống luôn. Ừ. Buồn. Nè đâu cảm ơn mua cho luôn nè. Chị Cẩm Hương mua cho mấy bộ này nè, chứ đâu có đồ đâu. Ờ, ừ. Cái này của chị Cẩm Hương mua cho. Ừ. À. Mua hôm trước cũng ở đây hai bộ. Lắm. Xuống dưới mua cho 3 bộ ra 5 bộ. Ở đây rồi điện nước sử dụng sao? Nước thì nấu cơm nấu xong uống đầy. Dạ. Nước tắm kìa. Nước tắm với sông. Tắm với sông hả? Ừ. Có cái hồ múc lên cái tắm không mà. Ừ. Dạ. Dạ. Chú. À, chào chú. Có búa không? Hả? Có búa. Đây con lấy cho, đây con lấy cho. Rồi tắm là tắm ở dưới sông. Ừ. Búa xuống này. Rồi nói chuyện với bạn đi, con lấy cho. Rồi tắm thì tắm dưới sông. Nước uống thì mình mượn hả chú? Uống thôi. Nước con thì cũng uống dưới sông nữa. Nè, cầm đi. Thủ cơm là ở đây không được, nhưng mà mình thủ uống trước rồi đi. Tắm ở dưới sông, vệ sinh dưới sông luôn. Cái màn đó là ông che để đi vệ sinh đúng không? Ừ. Ông kêu ông làm dân ở trên rồi. Đâu đi ra sao tụi con coi chứ. Dạ. Là tắm tại chỗ này rồi múc nước dưới sông lên tắm luôn hả? Ừ. Vì sao người ta dừng thì thường ta dừng cái vách ở trên lộ mà này ông chừa cái vách trên lộ chống lỏng này rồi ông dừng dưới mấy sông lại. Hôm đó là mấy cây nó văng, mấy cây cái này nó văng mất tiêu rồi. Bây giờ đi tối mới đi vệ sinh chứ ban ngày đâu đi được. Đi sao ngồi trời ông á? Mình đi lén cố ghe đậu á, ghe bự, bữa nay đi chơi rồi. Ờ. Tối mình ngồi xuống mấy cái cây đó mình ngồi. Đây, rồi múc nước ở đâu? Hả? Múc nước tắm ở đâu? Cái này nè. Múc nước dưới này tắm luôn. Ừ. Đi vệ sinh dưới này luôn. Ồ. Cuộc sống khổ dữ trời. Đi vệ sinh mà đi lén nữa ha. Ừ, đi lén thì rất tốn rồi cứ đi. Rồi ban ngày giờ ông mắc rồi ông đi đâu? Hả? Ban ngày lỡ mắc rồi thì ông đi chỗ nào? Thôi, mình gắn chịu đi sao dạ. Sao gắn chịu được? Cái đó đâu chịu được. Đó là phải lén lén đi đại chứ không phải tè ông quần. Ý con nói đi nặng kìa. Đi nặng chứ ngoài đi ấy. Còn mấy ông ba giả bộ nhảy xong tắm chứ có là đâu. Một ngày á. Có nói chuyện dễ, đàn ông dễ cũng chết. Trời ơi, thấy tội á. Tắm, múc nước đó tắm tại chỗ luôn. Rồi múc nước đó để mà đi vệ sinh dưới đó luôn. Nước mà những cái con nước đứng á, nó ô nhiễm lắm. Ừ. Có hỏi ai truyền nước được không? Được. Thôi tự túc mình làm bao chứ ở mẫu ai. Còn bởi đây hậu trở phê trở làm phước có người không làm phước mà. Ở cái cảnh này nhìn buồn quá ta. Ông ba thấy bây giờ bạn mình không có nữa, thấy buồn không? Buồn chứ. Mình về mình tới đây mình cũng mừng chỗ ông ở rồi. Mình chia tay với ông cái này mình cũng nhớ lắm. Dạ. Thấy cũng thương ha. Tụi con đã lấy đi người bạn của ông ba gắn bó 7 năm trời. Và cái người bạn mà mỗi khi mỗi buổi chiều xuống á, thì có nhau để mà tâm sự đối ẩm. Ngày hôm nay người bạn của mình đã tìm được cái về với lại ở con cái của mình rồi. Không còn nữa. Và những khi mà ông ba muốn tâm sự thổ lộ á, thì cũng rất là khó. Tại vì đôi khi vì cuộc sống nó xô bồ quá, người ta cũng thật ra người ta cũng rất ngại tiếp xúc với mình. Vì đó số phận của mình nó lại kém may mắn hơn so với những người khác. Coi con nói thật, nói có những người ta lừa bạn giàu để ta chơi thôi. Người nghèo người ta khổ người ta cũng ít để mà giao thiệp đúng không ba? Đúng rồi, người ta đâu có người cũng hay là bớt có người luôn nấu dạng mà cái già mình cứ chia rẽ rồi đó. Mình cũng có mặc cảm với đâu. Cái đó phải chuyện gì của anh mặc cảm rồi. Biết rằng là lấy đi người bạn của ông ba về với Cà Mau hơn 100 km để mà có thể gặp lại. Như con đã nói ở những cái chuỗi video clip trước á, tuổi trẻ của tụi con việc đi đứng nó dễ dàng thì nó không là vấn đề gì cả. Có đủ điều kiện đi được. Nhưng đối với ông ba không chạy xe được nè, không nằm xe được nhiều vì cái căn bệnh trĩ. Rồi thậm chí là không có tiền để mà đi xuống. Muốn đi xuống cũng rất là khó. Thì thôi thì cũng xin chia buồn cùng ba. Nhưng mà mong ba hiểu rằng cuộc sống ông Tư như vậy thì nó cũng đủ hạnh phúc rồi. Ờ, của ông mình quá mình cảm ơn ông rất là có hạnh phúc tình nghĩa cha con đó. Dạ. Mình cũng mừng cho ông. Dạ. Mình lấy cho ông luôn. Vừa mừng cho ông mình cũng mừng đây luôn. Tức là
ổng về ổng còn tụ gia đình đó, mình cũng mừng mừng lại với ổng. Sao giờ mình biết nói sao giờ? Ngày hôm nay á, con tụi con nghe được ông ba, ba anh em tụi con bạn á, là thôi thì cũng đã lấy đi người bạn của ông ba rồi, mà ông ba chỉ có hai ước ao thôi. Một là một cái điện thoại để mà có thể gọi được những người bạn thân nhất của mình như là ông Tư. Và ước mơ thứ hai á là một cái radio, đúng không? Và con tặng cho tụi con á, ba anh em tụi con tặng cho ông ba cái người bạn thứ hai nè. Ông ba mở ra đi. Mình tháo ra luôn hả? Dạ. Này là của ông ba đó, ông ba muốn tháo tháo cũng mở mở. Cái đó có bình điện nhỏ. Cái này có hai cái chức năng, một là có thể sử dụng pin, hoặc hai là có thể sử dụng điện. Cái món quà của mấy anh em tụi mình nó chỉ ít tiền thôi mọi người. Nhưng mà đây là một cái phần quà mà mấy anh em mình muốn tặng cho ông ba. Vì ông ba có chia sẻ rằng mỗi buổi tối là khó ngủ lắm, trăn trở hoài, gác tay lên trăn trở hoài à. Muốn mua một cái radio như thế này nè, lượm một ngày nhiều nhất là chỉ có 20.000 thôi. Mà nếu như mà ông ba lượm xuyên suốt không ăn á thì ông ba này, cái này đã ngoài chút con hướng dẫn. Lượm xuyên suốt không ăn á thì ông ba lượm đến một tháng đó, nên là thử là tụi con mong rằng ông sẽ vui với một món quà này. Nó sẽ là người bạn của ông ba đến những cái ngày tháng còn lại. Anh một đồng anh cười, anh nói ông ba là gắn cái này, ông gắn không cái này vô được quá. Thôi xin lỗi một câu bán của anh chị. Thật ra đây là một cái người bạn mà đồng hành của ông ba. Ông Tư thì đôi khi còn giận ông ba, hai ba ngày đôi khi không ghé, nhưng mà người bạn này là không biết giận ha. Nhưng mà không có nói chuyện với ông ba được nha, chỉ là bên ở trong này nói ra nghe thôi. Đúng rồi. Rồi bây giờ hướng dẫn ông cách sử dụng, không có lấy cái này găm vô cái này nữa nghe. Cái này găm vô này là nó không có ra điện này nè. Dạ. Ui. Dạ. Làm con mắc cười quá. Chạy đi bắt luôn. Rồi, mở đây. Nãy có coi hướng dẫn chưa? Có, biết. À, rồi. Đâu mở cái đài mà coi nghe ông Tư nói chuyện con mà. Cái này là tắt mở nè, lớn nhỏ nè, biết không? Cái này là FM. FM này thì mình phải bật ẩm hao khỏi đi, khỏi biết FM ai em gì, bật xuống dưới này là mình phải bật cái cây anten này lên để mình gà sống. À, rồi. Bây giờ gà thử nha. Nè gà trên này nè. Thấy chưa? Thấy rồi. Là cô bác của anh chị gà đây. Thôi cái đó mình chỉ sao đi, chị sao đi. Có hai cái đâu mà. Dạ. Đó. Xong, còn không ấy mình bật lên đây là cũng gà luôn nha. Cho cô bác của anh chị thấy. Đôi khi thì không biết là cái này nó có bị bản quyền không, có thì mình sẽ cắt bỏ. Mình sẽ... Không sao đâu. À, biết gà không? Ba biết gà không? Biết rồi. Rồi, cô ba đúng rồi. Có ông Tư thấy gì không? Điện tùm lum la trên. Ở này pin nè. À, hai cục pin. Rồi. Ha. Hết tới là mình sạc. Sạc. Rồi. Hoặc là mình sử dụng điện. Điện thì cái này nè, lấy cái đầu này nè, găm nè, đầu này găm vô đây nè ha. Rồi. À, găm vô đây, cái này găm vô điện, nhưng mà mình không có điện thì mình tháo này ra mình bỏ luôn. Để đây, đừng có bỏ, khi nào có điện thì mình xài. Rồi. Chứ không phải lấy đầu bự này găm vô đây nha. Rồi, mừng chưa? Mừng rồi. Đó, mình điện lại cho ông bạn mình thử lần nữa coi, đặng báo tin vui về tới chỗ. Rồi thứ hai nữa là mua được cái radio luôn. Mấy thằng cháu cho tặng cho ông Tư. Ông Tư cũng khó điện lắm, cũng điện đôi khi ổng rồi cái nào ông này cũng khó điện, ổng không ngồi chơi đâu. Anh Tư dưỡng rồi. Cái này ông Tư không ớt ngái nó dặn luôn. Anh Tư ơi. Con kính không phải anh Tư là nói chuyện với anh Tư nè. Dạ. Dạ. Anh Tư ơi. Ê. Em mới về, em nãy giờ gần nửa tiếng hồi rồi. Em cũng khỏe anh ơi. Về tới nhà rồi phải không? Dạ, về tới nhà rồi.
cũng khỏe hết, trên tuyến đường đi em cũng khỏe, không có xây xe cộ cho đó. Rồi. Rồi anh nói lại cũng khỏe. Anh chúc mừng cho em. Dạ. Em của mình, em cứ giữ giữ. Dạ. Em có xuống theo anh về đến quê Cà Mau. Ngay nhà Tâm Lợn. Dạ. Em có em của em. Dạ. Đó. Anh về nhà cũ. Đứng chăm chờ. Dạ. Chị làm chị kỹ. Đối thủ là nữa nữa đúng rồi. Nói trả lời thôi vậy em anh nhậu nha. Rồi vậy em tắt máy hả? Nhớ anh Tất ơi, mà bữa hồi quên mua cho em cái lơ hoài ghé không ghé ngày bảy mua ghé ngày bảy mua cho em cái lơ hoài. Đó là chiếc đựng nó bao nhiêu? À, không biết nữa. Nó bán có loại một à? Vậy là nó không bóp cho em bao? Cái số tiền có biết đâu, em có biết đâu. Mà có được lên cho em cũng mừng rồi. Mừng rồi bao? Rồi. Mừng rồi. Rồi. Rồi chúc anh vui vẻ nha. Ăn nhậu với em uống. Rồi. Từ vui rồi trời. À, bảo giờ cũng đã chúc mừng em anh đều vui vẻ rồi. Còn mấy ông em ở thứ tư thứ ba ông em mới tư hưởng phóng nó đáng đâu nó mới điện nãy đó nó nói anh về tới nhà chưa, nó bận tới anh chúc em qua với anh qua chơi hả? Qua cũng như đó, nó coi chỗ ngủ hả? Nó ở thành phố á thì còn đó. Được cái radio này cũng như được thêm một người bạn mới rồi, để bầu bạn với ông ba. Ừ. Chị mình cũng qua được hai cái đó, ước ao này dữ lắm rồi đó, mấy tháng rồi đó. Bây giờ mua được hai cái này là tôi mãn nguyện tôi đó, quá mừng rồi. Ước ao mà không dám nói luôn. Thường thường người ta có được ba điều ước, mà này ông ba thì mới được hai điều ước ha. Còn điều ước thứ ba là điều ước gì? Điều thứ ba là mình ước nguyện sao mà mình có một chút tiền để mua cách nhà đó, mình ở nó thoải mái hơn mở cái xe cậu đó. Xong ở trọ, ta mướn trọ ông ba chịu ở không? Nhà trọ thôi ở em không được đâu, ở ngột ngạt lắm. Tôi tính tôi từ hai ở tự do rồi ông nhà trọ cái đó. Quay về lại trong thời gian mà mình đâu có tiền cái đóng tiền nhà trọ, tiền nước, tiền điện, tiền gạo, đủ cái lượng tránh nữa. Cũng như mình trong thời gian mình không làm ra tiền đó. Dạ. Tôi cứ nghĩ tới đó luôn đó. Ví dụ như ngày trọn tháng triệu đi. Để qua lại tới tháng rồi thôi, 1 triệu đồng tấm. Hết gạo, hết mắm, hết bột ngọt, cái gì rồi. Cái, nói chung đi, cũng khổ nữa đó. Tôi suy nghĩ lắm đó. À, như vậy ước nguyện tôi làm trở về, cũng nghĩ một hai ngày cũng tiếp tục lượm dây chai nó quen rồi. Dạ. Đó. Ừ. Rồi có... À, cũng như tháng nửa tháng vậy đó cũng bán là mười mấy 20 ký đó, mình phải thả kiếm những gì đó mình mua nước mắm hay bột ngọt hay muối gì đó tính chút chút vậy đó. Thật ra là những cái câu nói của ông ba thì rất là thực tế và thật tình, thì ai thì cũng như là hàng đêm nằm xuống ta ngủ để mà có được cái sức khỏe sáng hôm sau người ta đi làm. Còn ông ba thì lại trong giấy cho trời mau sáng đi nhặt ve chai. Trời ơi câu nói nấu luôn. Cái đó mình thật tình mình nói thật chứ ước nguyện mình bây giờ làm cái gì vậy? Không có đỡ bước em bé lớn rồi tôi đỡ người ta hồn tôi đỡ trên tay giác tôi đỡ hồn tôi thấy tôi mệt á. Thôi ông nghĩ giùm tôi đi để hồn cũng kiểu tôi mất công tôi báo tôi nữa. Thì là chú Tư có bàn giao cái bà dưới bàn lãnh cái địa bàn lại cho chú chưa? Bàn luôn. Ổng mới nói là bây giờ anh về quê rồi, bây giờ anh giao địa bàn cho em cứ dắt sổ lái đi. Không còn định được cái đâu. Vừa nói hai nó bị cười ngất luôn. Rồi thôi con chúc ông ba cố gắng
vơi đi cái nỗi buồn và cố gắng giữ gìn sức khỏe ha, trong những thời gian sắp tới. Dạ. Thôi tụi con cũng xin phép tụi con sẽ về lại Đồng Tháp. Chào ông ba.